The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy xin kính chào quý vị và xin mời quý khán giả cùng đến với Jimmy Show tuần này. Kính thưa quý vị, có một tiếng hát nổi bật trong thời nhạc trẻ Việt Nam của chúng ta. Tiếng hát của cô bên cạnh là một người ca sĩ hát đơn ca thì còn được biết đến với một cặp song ca, đó là Minh Phúc và Minh Xuân. Sau hải ngoại, tiếng hát của cô cùng với tiếng hát của chú Minh Phúc bay cao và bay xa, không chỉ trong cộng đồng Việt Nam mà ngay từ những ngày đầu của người Việt tị nạn sau năm 75 thì cặp song ca này cũng được hát trong những club Mỹ cũng như là ra những cái dĩa nhựa trong thị trường Mỹ. Xin quý vị cùng với Jimmy chào đón ngày hôm nay, rất vui lần đầu đến với Jimmy Show, nữ ca sĩ Minh Xuân. Xin chào cô. Minh Xuân xin kính chào quý khán giả thân thương của đài SET. Minh Xuân xin chào Jimmy. Dạ, hôm nay con rất là vui được mời cô đến với chương trình này. Đáng lẽ là đã mời cô cùng với chú trong những năm trước rồi. Tại vì chú thì sự thật thì chú cũng không được khỏe lắm. Với lại chú cứ nghĩ rằng khi mình có một cái project gì đó thì mình lên nó dễ hơn. Đó, thành ra nhưng mà sau khi mà chú mất rồi thì cô mới nghĩ là cô nói hứa với Jimmy lâu quá, thôi bây giờ mình phải gặp Jimmy để mà có dịp để lên talk show. Và đặc biệt nữa là khán giả yêu cầu mời cô nhiều lắm mà nay mới có cơ hội. Cảm ơn quý vị. Bởi vì kính thưa quý vị, tiếng hát của cô Minh Xuân như Jimmy nói lúc ban đầu đó, hát từ thời ở Việt Nam, thời nhạc trẻ, rồi qua tới hải ngoại, chúng ta vẫn còn giữ những cái cuốn băng mà tới ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe lại, chúng ta vẫn thấy được cả một trời thương nhớ của Sài Gòn ngày cũ, của một thời phong trào nhạc trẻ. Và bây giờ nhắc đến cô thì xin cô nói cho khán giả một chút xíu về cái thuở ấu thơ của cô như thế nào. Thuở ấu thơ cô thích hát từ hồi nhỏ không? Thích hát, trong trường cũng hát, về nhà cũng nghe, thích nhạc lắm. Thì sau đó thì có ông anh. Ông anh thì cũng như mình bà con thôi. Thì ảnh cũng có ban nhạc đi club Mỹ, mà lúc đó mình cũng còn đi học. Cứ lâu lâu anh đi chơi hỏi hát không thì thích. Thì vừa hát tiếng Pháp mà cũng hát tiếng Mỹ luôn. Đó, thành ra rồi sau đó thì lúc mà lên đại học rồi đó thì có đi vô chơi trong phòng trà Baccara ở Việt Nam. Thì anh trưởng ban nhạc là anh Trấn. Thì ông anh quen với thân với ông anh thì vô thì trong đó thì mời cô lên hát, thì cô hát có một bài thôi. Thì sau đó thì tự nhiên cái mấy tháng sau thì thấy chị Kim Anh, ba con mèo á, chị mới tới nhà của chị Kiếm. Thì cô đó còn đang trong trường. Thì khi Kiếm rồi chị mới nói rằng là tự muốn mời em vô ba con mèo. Tại vì chị Mỹ Hòa đó là con mèo đầu đàn á, đã đi ra rồi. Thành ra cô vô thành ra con mèo con. Mèo em á. Thì sau đó thì trở thành ba con mèo. Thì khi cô vô rồi thì nhà báo đồ này kia, tất cả mọi người đều có đưa ba con mèo lên dữ lắm nha. Từ cô hát chánh trong đó. Giọng cô cao đó. Thưa cô, hồi bé cô có học trường Tây hay trường Mỹ vậy không? Không, thì tiểu học thì cũng học trường Việt thôi. Rồi sau đó thì có nhờ ông nội người Pháp, tức là ông nội ba nuôi của ông ba cô á. Thì ông mới hỏi chứ Xuân, đức là vô đề thất là thi vô Gia Long.
là nói sau sau lúc nhất thì mình thi vô Gia Long, nhưng mà rồi ông có muốn xin vô trường Pháp học không? Thì ba cô mới nói thì mình cứ thử đi. Đó thì vô, lúc đó thì mình cũng nhỏ lắm, từ cô học 5 tuổi là cô đi học lớp 1 rồi, tức là lớp 5 của mình á. Thì vô đó thì thời đó là học luôn, rồi xong rồi mới đi thi, cô thi vô dược. Vì như vậy mà cô có khả năng và hát được những bài nhạc Pháp và phát âm. Với lại ba má cô cũng từ thời đời Pháp á. Thì ba cô với làm cũng cho chính phủ Tin Mật Pháp nó qua nước Việt Nam mình đó. Thành ra sau này hát thì dễ dàng hơn phải không? Tiếng Pháp. Tiếng Pháp thì cũng dễ thôi. Rồi sau đó thì qua Mỹ này thì bắt buộc là phải mình phải biết tiếng Mỹ. Thì Việt Nam thì mình nói không giỏi đâu, nhưng mà chú thì nói rất là giỏi. Thưa cô, trong thời gian mà cô tham gia vào Ba Con Mèo đó, thì trong đó cô hát khoảng mấy năm rồi cô mới tách ra hát solo? Đâu có, hình như cô năm 71, từ như 71 cô vô với Ba Con Mèo. Thì tới năm 73, 74 gì đó thì hình như 74 thì mấy cô đó, hai cô đó thì lại có gia đình. Thành ra không có, tự nhiên ngưng. Sau đó thì cô hát solo một mình. Chú với cô mới bắt đầu là hát chung, hát chung rồi thâu băng thì chung nhé. Có nghệ sĩ hoặc là ca sĩ ngoại quốc nào mà cô ái mộ hoặc thần tượng hoặc cô hay nghe không? Có, cái đó là điều cô thích lắm, là khi cô mới qua Mỹ đó thì cô love Olivia Newton-John. Rồi cô hát giống lắm, giống qua Mỹ, mà cô hát cho Mỹ không à, 10 năm ở New York. Thì giống lắm, thì đúng vô cái night club ở đó, thì ông chủ thì ông mới quảng cáo. Thì ông nói là có nhiều, ông mời tất cả mọi người đó thì hãy đến xem Vietnamese Olivia Newton-John. Mà mình thấy khi mình hát xong mà thâu, mấy người bạn thâu là mình thấy sao hát giống thật. Với lại cô hát Barbara Streisand. Hát người nào mình cũng hát giống hồi đó. Nhưng mà Olivia thì giống lắm. Còn những ngày ở Sài Gòn trước 75 thì cô có Sài Gòn thì mình có, thì đó cũng có biết đó. Nhưng mà mình hát thì mình không hát giống người đó, tự mình vừa hát tiếng Việt với đúng rồi. Tiếng Mỹ. Trong thời gian mà cô còn trong Ba Con Mèo thì cô có tách ra hát solo trong thời gian đó hay không? Hay là vẫn là hát ba? Không, hát chung, hát chung Ba Con Mèo thì hát phòng trà, rồi sau đó cũng thỉnh thoảng cũng đi xa. Đi xa rồi đi, có đi ngoại quốc nữa. Ồ vậy hả con, đi lưu diễn á? Đi lưu diễn tại của chính phủ mình, của Việt Nam, Cộng Hòa. Rồi và đặc biệt là cô rất là hãnh diện là Ba Con Mèo, chỉ có Ba Con Mèo có 2 show trên TV. Là truyền hình của mình. Wow. Là mỗi tuần là có 2 show hay sao? Có một show trước rồi sau đó vài tháng sau cái có một show nữa. Là chương trình đó là ba cô là hát. Rồi xong rồi mời tất cả bạn bè cũng nhạc trẻ mà. Rồi tới mình cũng talk show vậy nè, xong rồi talk show xong rồi hát. Vui quá ha. Đông lắm. Rất là hạnh diện. Con còn thấy được những bản audio của ban Ba Con Mèo trước 75 rất là hay. Cô còn nhớ những bài nào mà ngày xưa các cô thường hay hát chung với nhau không? Đêm Đô Thị. Hôm qua cũng với trình diễn trong cái show Sài Gòn Một Kỷ Niệm. Là thâu cho anh Phạm Mạnh Cương. Thì cái show đó là cái băng đó là năm 72. Và thâu anh Phạm Mạnh Cương ảnh quảng cáo là rất là đặc biệt, là chỉ có Ba Con Mèo và chị Thanh Lan. Là lần đầu tiên đó mà nhạc Pháp mà hát lời Việt, có lời Việt trong đó, có hát tiếng Việt trong đó. Đêm xuống dần, buồn ánh đèn thực nhiên như ngời sáng, kìa bao phố phường, bao mái lầu chìm trong bóng đêm. La 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 la
Ba con này thôn nhiều lắm. Và rồi chú thì hòa âm. Chú hòa âm cho mấy cái nhạc đó. Mà trong cái thời gian mà hoạt động ba con mèo, hình như con thấy các cô có hát cho phòng trà tự do. Trà phòng trà tự do là cho tới cuối cuối cùng mình tới ngày cuối mình đi luôn đó. Tại vì ông giám chủ tự do đó thì là bác Cường á, thì cô học chung với con gái bác. Thành ra bác thương lắm. Cô lúc nào cũng hát đó là không bao giờ nghỉ hết đó. Thường trực luôn này. Xin nghỉ cũng không cho nghỉ, từ lúc ba con mèo rồi cho tới khi cô hát một mình luôn. Làm mỗi đêm hay là mỗi cuối đêm á? Mỗi đêm á. Thư viện phòng trà Việt Nam mình đâu có đóng cửa. Đâu như bên này 75 ngày. Nhiều khi mình đi xa đó thì mình xin phép tìm đi thôi. Còn làm mỗi đêm hết. Làm nhiều chỗ lắm. Cảm ơn cô với những chia sẻ này. Và sau một vài thông tin thương mại thì nữ ca sĩ Minh Xuân sẽ trở lại cùng với quý khán thính giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị và dựng màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Minh Xuân. Thưa cô, lúc nãy cô có chia sẻ là ban ba con mèo hát cho phòng trà tự do. Thì hình như là vào năm 71 có một cái biến cố ngay tại phòng trà tự do đó, phải không? Đúng rồi. Tại vì ba con mèo hát giờ đầu. Thì thường thường á, cô hát thì ông chủ phòng trà đó là ưa ngồi ở trên cái lầu xuống, ngó xuống. Mà cái bữa đó không thấy ông. Rồi thì cô vừa đi, vừa đi xong thì là cô đi qua mấy chỗ khác hát thì nghe tin là tự do nổ. Trời ơi, hết hồn. Vừa mới hát xong. Thì không đi qua cũng phải hai phòng trà rồi mới là mới nghe nổ. Thì sau đó thì cũng may là lúc đó cô quen chú làm ở đó. Chú đang làm ở đó với ban nhạc đó thì chị Mai Hương đang hát. Cô Mai Hương đang hát ở đó thì đang hát thì nó nổ một cái là nóng mặt rang mặt luôn. Mà cũng may quá không có ai bị gì hết. Đó thì cũng có người chết, với lại có bác Lê Văn Thiện đó. Vợ của bác Lê Văn Thiện á. Thì cũng cái số mạng thôi. Thế thành ra cổ vô thì tự nhiên cổ ngồi ngay cái chỗ mà nó nổ. Thì đâu có ai biết được đâu. Đó cũng là một trong những cái biến động mà rất là lớn ngay cái năm 71 với phòng trà tự do đó. Vậy thì ngoài phòng trà tự do thì cô cũng như là ban ba con mèo thường hát những phòng trà nào? Hát Rex, Mini Rex đó. Rồi Baccarat. Palace. Rồi Maxim, nhưng mà Maxim thì có khi hát có khi không. Văn Cảnh. Olympia. La Sirene. Chạy show nhiều quá. Bảy show ở Văn Cảnh nữa. Bên cạnh công việc hát phòng trà đó thì con thấy cô cũng hát trong những biệt đoàn của không, biệt đoàn văn nghệ là gì? Mình cũng như mình vô choang trong cái đó. Rồi nhưng mà khi mà đi công tác á, đi công tác tức là có show gì của chính phủ mình á, là coi như tổ chức ở Tổng tham mưu hay là Quỳnh Hữu Bạc không quân thì là tụi cô phải đi. Chưa có bao giờ đi tiền đồn đó. Tại vì bên biệt đoàn văn nghệ đó. Còn bên tiểu đoàn 50 á, chính thân chị thì đi tiền đồn nhiều đó. Như những khán giả lớn ở trước năm 75 á, cũng hay kể với Jimmy là thời đó cô hay hát những bản pop nhún nhảy rất là dễ thương. Như bài dễ thương. Nhưng bên cạnh đó thì còn thấy cô hát một bài rất là nổi tiếng, đó là bài Mặt Trời Đen của Ban Phượng Hoàng. Thì cô kể thêm về ca khúc đó. Không, cái đó là của anh Nguyễn Trung Cang. Nhạc và lời của anh. Thì anh có mời. Anh mời anh ấy thì anh có làm nhạc cho một cái phim. Mà cô không nhớ rõ là phim gì, nhưng mà anh có một lần anh biểu là lúc mà thâu cái Mặt Trời Đen với bài Biệt Khúc, hai bài. Thì xong rồi anh mới nói rằng là cái
cái phim này đó có cái cô này, cái trong cái cô này cô thích làm ca sĩ lắm. Là cô đâu? Không, cô không có đóng, cô chỉ hát thôi. Thì cái cô đó chắc nhép miệng thôi, nhưng mà cổ thì cổ đóng, mà cô cũng không biết ai nữa. Thì cổ mới muốn hát lắm, mà cái cổ mới hát thử cái bài Làng Tôi. Thì lúc đó chú Cang mới nói rằng là ồ, em hát á, thì nếu mà cứ hát đi, hát có trật cũng không sao đâu. Thì mình nhớ lúc nào mình hát đó, thì cô hát được đoạn cái cô, đoạn cái gì cô quên. Cái ảnh mới nói ồ, tốt quá. Tại vì tới đây là mình nghĩ là đúng như cái ý ông nói là cái cô kia cổ tập hát mà. Tập hát đó rồi tới đây cái cổ không không hát được nữa. Thì nói thôi, là cô ảnh để luôn. Anh để luôn đó cho cái phim đó đó. Bây giờ cô nhớ không nhớ là cái phim gì nữa. Làng Tôi hay là Trường Tôi? Hàng Xóm Tôi. Sao mình cũng không hỏi nữa. Nó thành ra. Mà thời trước 75 cô có đóng phim không? Không. anh Nhật Trường á, chú Nhật Trường á. Anh tới ngay nhà cô. Anh nói mời em đóng Tỷ Thạch Chị Thanh Lan, thì đóng vai người yêu của ảnh. Mà anh nói với cô rằng là em tới em chỉ em đóng em gái anh. Mà cô sợ luôn, cô nói cô nói không phải nha. Với lại cô nói em chưa bao giờ đóng kịch đóng gì mà em mới đóng được không. Ảnh nói không có gì dễ lắm. Nhưng mà tại cô cũng đi học về trễ, thành ra cô cũng lỡ nhà đó. Mời tội nghiệp lắm anh Nhật Trường á. Đó cũng là những kỷ niệm của cô. Và như lúc nãy Jimmy có nhắc là bài Mặt Trời Đen của nhạc sĩ Nguyễn Trung Cang. Cô là một trong những bạn khán giả còn nhớ. Cô thích bài đó lắm. Như nhiều khán giả vẫn còn nhớ là nhắc đến cô Minh Xuân thì phải nhắc đến chú Minh Phúc. Vậy thì nhờ cô kể lại cho khán giả nghe cái phút đầu gặp gỡ giữa hai cô chú. Đang hát với Ba Con Mèo. Thì khi mình đi hát phòng trà đó thì mình phải có nhạc, giấy nhạc mà nhiều mỗi người nhạc sĩ đó đánh một cái instrument đó, thì có người viết ra cho mình. Thì mấy quen đó chú, cô biết chú thôi chứ không chưa có nói chuyện gì hết. Thì mấy người nhạc sĩ khác thì mới nói chứ bây giờ em kêu Minh Phúc đi. Viết hay lắm mà dạy cơ hát bè luôn. Đó thì cô mới gọi, thì ông nói ok, thì ông ở nhà thì ông mới dạy vào cho ba cô hát cơ hát bè bài này bài kia vậy đó. Rồi chú viết bài luôn. Thì mới đầu thì chú chạm mọi đứa tính tiền mỗi đứa 2,000. Nhưng mà sau đó bây giờ ông mất rồi, nó xấu. Thì sau đó thì ông mới theo ông cua mình á. Tại cái free. ông nói nhỏ ông nói chứ đừng nói cho hai chị kia biết nha. Anh không lấy tiền em đâu. Mấy lần tới mấy lần sau hai chị lấy, rồi sau đó thì anh không lấy nữa. Anh biết thôi. Thì cũng vui lắm nha. Mà có khi mà chú theo cô thì có khó khăn gì không? Ông nói cô dụ ông không hả? Lên sân khấu, tại vì Tùng Giang cô thơ văn cái bài đầu tiên là Tình Yêu Trong Đời. Thì tại sao? Là tại vì Tùng Giang nói chứ thấy cái hai đứa này nó dễ thương quá. Mà mới quen nữa, tiếp nó chưa lấy. Thì mới quen nữa mà thôi để mình lấy chắc cũng cái bài này là hát lời của Trường Kỳ đó. Đúng là Siêu With The Kiss đó. Thì lúc đó cô chú thì chưa có quen gì hết, nhưng là quen nhưng mà không có thân. Thì sau đó thì hai đứa mới thâu bài đó là Đừng đầu tiên đó. Đó thì lúc đó là mới là bộ với nhau. Cũng như là cái đó là bài đầu tiên đó, đó. Như là cái bài Xe Duyên Là Mối đó, đó. Yêu Trong Đời là do Tùng Giang đó thực hiện và lời Việt là của chú Trường Kỳ. Trường Kỳ đó thì đó thì cũng cảm ơn ảnh. Rồi sau đó thì là chú cái hòa âm này kia rồi cũng thâu, cô thâu nhiều lắm.
trong những bản mà con nhớ mà rất là yêu tiếng hát của cô Chứ Bảy Mươi Lăm là bài Một Thời Để Yêu, Một Thời Để Chết, nhiều lắm. Một Thời Để Nhớ. Rất là nhiều những cái bài hát hay, lời Việt. Nhiều lắm mà. Nhắc đến chú Minh Phúc thì con xin nhờ cô chia sẻ thêm về chú, bởi vì có một số khán giả trẻ đôi khi người ta cũng không biết về chú. Con xin nhờ cô nhắc về chú. Thì chú, thì như cô biết á, thì chú bắt đầu vào năm 66 thì phải. Đó, năm 66. Dạ. Chung với lại ban nhạc Tuấn Ngọc, Tùng Giang. Black Cap không cô? Không, Black Cap trước chứ. Đúng rồi, Black Cap trước. Rồi sau đó thì mới ra, chú ra thì chú lập ban nhạc, không phải lập ban nhạc mà chung với lại Tùng Giang, Tuấn Ngọc, với anh Hùng, anh Hùng mà Billy. Không, anh Hùng Tàu, anh Hùng người Tàu đánh bass. Đó thì họ làm Đà Nẵng cũng lâu lắm đó. Đó thì lúc đó chú làm cũng mấy tháng ở Đà Nẵng đó, rồi sau khi đó thì chú về học để thi Tú Tài 1. Thì học là thi được, thi đậu Tú Tài 1 đó. Rồi tới qua Tú Tài đôi đó thì là bắt đầu đi lính. Nhưng mà chú không có đi sĩ quan. Thì được vô đi, cũng đi học tập, học lính cái bằng gì đó, cô không biết cái bằng gì, cô quên rồi. Thì học xong rồi thì cũng may là có trong không quân á, thì có mấy ông sếp lớn thì thấy chú cũng đánh đàn thì chú chơi nhạc mà thành ra ông cũng bắt về đó, thành ra không có phải mà đi xa hay là làm gì khác ngoài cái nhạc. Vậy là chú cũng vào trong không quân. Không quân. Nhưng mà chỉ là biệt phái thôi, không chỉ là ở đại, không ra chiến trường đâu phải không cô? Không có ra chiến trường, để được về đó đó. Được về đó ngay cái bộ chỉ huy không? Bộ chỉ huy của không quân. Mà trong thời gian đó thì chú vẫn đánh nhạc và chú vẫn chơi nhạc cho bên không đúng quân. Đúng rồi. Phải chơi chứ. Hình như chú còn có tham gia ban Top 5. Đó thì không, thì đó thì sau đó này là Top 5 là Tuấn Ngọc, Tùng Giang rồi đó. Rồi chú chơi nhiều ban lắm, rồi có cái ban mà ở Việt Nam mà lúc sau bắt đầu có cái Hippie Go Go đó. Tức là ban ngày của ngày chủ nhật á. Nhạc đó. Thì chú lập ra cái ban Lobster Monster. Có ai trong đó cô? Cô thì hát, cô hát riêng với chú thôi, sometime thôi. Thì có Julie Trung Quang. Thì Đoàn Thanh Tuyền là con của Đoàn Châu Mậu. Rồi Trung Nghĩa. Không có Trung Nghĩa, đó không có Trung Nghĩa, không có. Mà chú ca sĩ, nhạc sĩ cũng hay không à. Thì chú điều khiển ban nhạc thì có cô Kim Oanh, Phương Oanh thì hỏi về, có Tuyết Dung. Tuyết Dung 3 tới 8. Nhưng mà Tuyết Dung thì không có hát trong ban nhạc giống như cô rồi đó. Thì cứ hát riêng nhưng mà hát chung với ban nhạc thôi. Cái ban đó hay lắm, là tại vì hát và ra hòa âm mấy lại chú hát cơ hát bè đó, vĩ đại lắm. Mà hát mỗi chủ nhật hay là mỗi tuần? Không, khi nào mà có Hippie Go Go đó. Thì kêu phải gọi là bùm không? Đi bùm. Bùm. Cái này là nó là buổi sáng. Buổi sáng. Là buổi trưa đó, là kêu Hippie Go Go. Cảm ơn cô thật nhiều với những chia sẻ này. Và sau một vài thông tin thương mại thì cô Minh Xuân sẽ trở lại cùng với quý khán giả. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với ca sĩ Minh Xuân. Thưa cô, nhắc đến chú Minh Phúc thì con thấy rằng là chú còn là bầu show nữa phải không cô, thời chiếc 75? Thì lúc mà phòng trà mình đóng cửa đó, tạm đóng cửa thì vì chiến tranh mà. Thì chú với nhiều ban nhạc lắm, lập ra đi hát club Mỹ. Thì chú có book cho Uptide với lại Dreamer. Đó. Và cái ban Uptide là cái tên là chú đặt cho đó. Vậy hả cô? Chú đặt đó. Giá mà còn có chú còn hỏi tại sao chú đặt Uptide. đó thì cô biết chuyên gia, nhưng mà Khánh Hà là biết mà chú thương lắm, thân lắm, hai ban đó là coi như trong gia đình. Thân lắm, như mấy em của chú vậy mà. Với ban Dreamer thì Jimmy thấy chú rất là thân với con chú Nghi Quang. His best friend. Thân nhất đó, thành ra lúc Nghi Quang mất đó,
chú buồn lắm. Dạ, chú buồn lắm. Vậy thì đám cưới của chú là tổ chức vào ngày mấy? 14 tháng 12. Christmas, trước Christmas. Dạ, 10 ngày. Tại vì Jimmy biết sao mà 14 không? Dạ sao vậy? Là tại vì khi mà Christmas xong á, mình hát xong đó. Dạ. Thì thường thường có nhiều người làm midnight ở nhà này kia đó. Đúng rồi. Thì chú chở cô về thì chú lại đi chơi. Dạ. Cô nói vậy là không có được, không công bằng. Xong rồi thì chú mới tháng 10 thì cô làm đám hỏi. Đám hỏi xong thì chú mới làm liền cái 2 tháng sau làm đám cưới. Làm 14. Cái đặng mà trước Christmas mà để có gì mà thì sau đó thì làm xong thì ở Palace thì cô hát Palace. Thì chú được book cái show sau Christmas. Đó, trong sau cái đêm mà 12 giờ đó thì từ đó thì đúng lúc đó là cái năm đó là mình được đi chung. Thế thôi, thường thường là xong là hát xong là đi về, chú chở cô về này là chú đang đi chơi. À, 14 tháng 12 năm 73. Dạ. Hình như trong đám cưới cô chú hình như cũng có ông tài tử Nguyễn Long giúp gì đó. Trời ơi, ảnh chú ảnh là người là đem xe, thật tình đâu phải không có phải đón cô dâu. Nhưng mà ảnh không bao giờ mà ông dress up hết á. Lại phải là ông mặc vest rồi đẹp đó, ông đem Mercedes tới thì tới thôi chứ không phải đứa dâu tự mình có xe. Đám cưới thì có xe nhưng mà phải kêu bằng bác mới đúng rồi. Bác thì ổng ra ổng lưng nào viết báo gặp ai cũng đấy, tôi đi đón, tôi đón dâu cho Phúc với Xuân đấy. Thương lắm, dạ thương lắm. Mặc vest đàng hoàng nha. Mà trong đám cưới của chú thì nhiều văn nghệ sĩ tới dự. Tại vì cô có 4 cái party. Wow. Trước khi thì biết ở Việt Nam mình á, thì trước đám khi hỏi, đã, trước không có không cô nói cái ngày mà đám cưới đó. Thì trước khi mà rước dâu á thì cái ngày trước cô có cũng làm cũng như đãi bên gái. Đúng gái. Rồi. Xong rồi ngày hôm sau rước dâu. Rồi thì lại nhà chú. Rồi có cái tiệc nhỏ nhỏ thôi, xong rồi mới đi ra nhà hàng là ba. Rồi ngày hôm sau cô có nguyên một cái tiệc cho bạn trẻ hết, tất cả bạn bè, bạn học cô với lại nghệ sĩ. Bảy ban nhạc. Lên thay phiên nhau chơi, vui lắm. Ở đêm màu hồng của Tùng Giang. Tùng Giang cho cái chỗ đó đó để làm đó. Coi như bữa đó là đại hội nhạc trẻ luôn rồi. Bảy ban nhạc lên. Mà thường thường chú rể Steve ưa say phải không? Chú không có say. Mà mấy nhạc sĩ say. Rồi họ không đi làm. Họ kêu điện thoại, họ không đi làm. Thành ra vòng trà la quá trời. Thì sau đó cô mới biết là mấy ông nói trời, tụi anh đi dự đám cưới của em với Phúc mà đi không đi làm luôn, tối mới xỉn quá. Đó, vui lắm nha. Thưa cô, như lúc nãy con có nhắc đó là cô chú cũng có hát trong biệt đoàn văn nghệ, thì con thấy trong một chương trình, một cái đoạn phim tài liệu rất là quý, chương trình Thép Súng trước năm 75 thì có sự góp mặt của cô chú. Đó, cái đó thì không phải biệt đoàn văn nghệ, cô xin phép nói lại nha. Đó là của Không Quân. Không Quân hả cô? Của anh và của anh nhạc sĩ, của anh cũng nhạc sĩ nữa, anh Tiến Chỉnh. Rồi ảnh là trung quý Không Quân ở Pleiku. Thì ảnh mời, lúc đó thì cô chú mới ra. Thì cũng có Trung Nghĩa, Thanh Tuyền, đoàn Thanh Tuyền á. Rồi có Cao Giảng với Tuấn Dũng nữa. Mà cái đoạn phim đó là của từ đâu mà cô có được? Từ có một cái New Year's Eve là cô với chú hát. Thì tự nhiên có cái anh tài khác cho Không Quân mà tới tay. Thì ảnh tự nhiên anh tới, cái ảnh đưa cái đĩa đó. Cái ảnh nói về coi đi. Trời ơi, mở ra thấy thích quá, rất là quý, tại nó trẻ quá. Trẻ quá. Giờ vẫn còn trẻ mà. Đó, thấy mình nói ôi, quý quá, tại vì có, mình nhớ có hát nhưng mà làm sao mình biết được. Mà ảnh có, ảnh cái là ảnh cũng sang qua cho mình. Đó, rồi sau đó cô mới cho Lê Xuân Trường coi đó, rồi nó copy đó. Nhờ như vậy mà có trên YouTube coi được. Nhưng mà không phải là thép súng thép gì đâu. À vậy hả cô? Thì cái đó là cô Không Quân đó. Không Quân mà. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một cặp song ca khác để lên giúp vui với các anh em, đó là cặp Minh Phúc và Minh Xuân. Xin
Xin kính chào tất cả các anh. Hôm nay thật là một hân hạnh cho chúng tôi được ra cái đất Pleiku này để được góp vui với lại tất cả các anh. Riêng tôi cũng là phục vụ ở trong không quân. Thành ra khi mà nghe có phái đoàn các cô cán bộ huấn đạo này đi ra Pleiku thì xin theo lên. Xin theo để gặp các chiến hữu của tôi ở cái xứ Pleiku này. Một mình tôi thì tôi chả có thể làm được cái gì cả. Thành ra tôi phải kéo theo cô này đi để cô hát phụ. Mình nói thật là phụ nhưng mà cô là chính. Hôm nay chúng tôi xin trình bày một nhạc phẩm ngoại quốc mà lời Việt của Trường Kỳ. Đó là nhạc phẩm Tình Yêu Trong Đời. Cô Thanh Tuyền hay là cũng có anh Trọng Nghĩa trong đó nè. À, có Trọng Nghĩa đúng rồi. Dạ, có Trọng Nghĩa rồi Cao Giảng, Cao Giảng, Dũng chứ không có Trung Hành. Đúng đúng vậy. Dạ. Nhắc đến chú Minh Phúc thì con thấy chú cũng đặt nhiều ca khúc ngoại quốc lời Việt. Lời Việt nhiều lắm. Thí dụ như những bài nào cô còn nhớ? Cái đĩa của cô mà cái gì đó Tình Tuyệt Vời đó. Dạ. Tất cả lời của chú hết. Dạ. Lời của chú hết. Rồi đây thì không có này thì hát nhạc Việt Nam. Dạ đúng rồi. Cái cho tình mình hát nhạc Việt Nam. Dạ. Rồi mấy cái bài cô thâu cho Asia. Đúng rồi. Dạ. Với là Người Đẹp Bình Dương. Ừ. Là chú viết lời nhà tùy cái bài cô hát thì là bài nào của cô hát thì chú đặt lời. Chú đặt lời. Dạ. Con thấy có với lại Thúy Anh ấy, Trung Văn Thúy Anh ấy. Dạ. Con thấy có một bài mà rất là nổi tiếng đó là bài Khi Có Chàng. Khi Có Chàng là chú đặt đó. Dạ, mà Ngọc Lan thâu từ cái băng đó chú hòa âm là làm để bán cho không phải hòa âm đúng rồi Son Son Da Mua thì làng Văn lấy thì trong đó nhạc Pháp thì có lời Việt thì chú đặt hết lời Việt. Thì có nhiều ca sĩ mà cô cũng quên rồi, có như có Tuấn Hanh cũng có Trọng Nghĩa nữa. Thì với cô trong đó thì cái bài đó Ngọc Lan hát bài đó xong thì sau đó Ngọc Lan mới nói với chú là anh ơi cho em xin cái bài đó, anh cho em hát cái bài đó để em thâu video cho May á. Dạ đúng. Rồi thì chú nói ok. Đó thì Ngọc Lan thâu từ cái bài đó là đưa Ngọc Lan lên đài danh vọng càng cao hơn nữa đó. Đúng rồi. Và sau đó thì nhiều ca sĩ hát lại ca khúc Khi Có Chàng sau cái video mà là đó. Lời của chú đó. Lời của chú. Lời của chú đó. Dạ. Chú đặt hết. Dạ vâng. Nhắc đến cô chú thì có quá nhiều chuyện để mà cần phải hỏi, nhất là về nhạc trẻ thời trước 75. Nhưng mà con thấy một cái điểm son rất là đặc biệt đó là chú vừa đặt lời Việt và chú vừa hòa âm rất nhiều những cái băng nhạc trẻ. Mà chú rất đời nhiều lắm. Dạ đúng vậy. Bên cạnh đó hình như chú còn hòa âm cho anh Tuấn Ngọc trong cái cuốn băng Tứ Quý của cô Lệ Thu trước 75. À như vậy đó cô. Dạ, đúng cái đó thì cô không biết. Dạ. Sự thật là tại vì chú thâu nhiều lắm. Dạ đúng mà rồi. Mà chú là người đặc biệt là chú rất trẻ mà chú thâu băng với những người đàn anh không á, đàn anh đàn chú không đó. Dạ. Chú thâu á, thâu mấy nhạc Việt Nam á. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi còn nhạc trẻ thì chú hòa âm nhiều. Chứ 75 cô có hát thâu hoặc có thâu nhạc Việt Nam nhiều không? Cô có hát nhạc Việt Nam đó mà. Chẳng hạn như bài nào cô thường hay trình bày nhạc Tình bài tình. Của Trịnh Công Sơn đó. Một ngày gì đó. Xin mặt trời ngủ yên. Xin mặt trời ngủ yên nè. Yeah. Rồi cô hát bài của anh Vũ Thành An. Hôm qua cô mới gặp nhạc Vũ Thành An đó. Dạ. Khi mà cô hát một bài hát ngoại quốc với một ca khúc nhạc Việt thì có khó khăn gì giữa hai không, không? Cô hát cô bình thường thôi. Dạ. Yeah. Phát âm này kia rất đúng. Đúng rồi. Dạ, có như tưởng cô người Bắc luôn. Dạ. Ô nhưng mà chú cô là người Bắc. Người Bắc. Chú người Bắc. Dạ. Còn cô là người. Cô là coi như có 3/4 thôi. Ông ngoại thì người Bắc. Yeah. Ông nội bà nội Bắc. Dạ. Yeah. Bà ngoại người Nam thì đẻ Sài Gòn hết, ngày nào cũng sang. Coi như người Sài Gòn. Sài Gòn hết. Dạ. Yeah. Nhưng mà phát âm tiếng Bắc rất là chuẩn. Yeah. Hát thôi chứ cô nói không được đâu. Chú thì giỏi lắm, chú thì nói tiếng Nam hay lắm, thành ra khi mà gặp mà gia đình đó thì chú nói tiếng Bắc không. Dạ vâng. Cảm ơn cô và sau một vài giây phút thương mại thì cô Minh Xuân sẽ trở lại cùng với quý vị. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping. Jimmy cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài và chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện với cô Minh Xuân. Thưa cô, năm 75 đó thì cô chú di tản cùng với nhau hay sao thưa cô? Không, cô đi trước, cô đi trước 2 ngày, 28 Tây
tháng 4 cô đi, rồi cô tới đi tới đảo Clark á, Philippines á, thì cô đang ở đó thì không biết ở Sài Gòn mình như thế nào nữa, đó lo lắm. Thì cũng may là chú cũng là cũng lanh lắm, chú chạy vô tòa đại sứ Mỹ đó, thì cũng khó đâu cho vô liền đâu. Thì cũng may sau gặp được cái ông người Mỹ đó, mà ông là lại là cái người mà chú chơi đêm màu hồng á, thì ban ngày giờ ở chỗ đó thì ổng cứ đi qua từ cái trên là hotel, thành ra ổng đi qua cái đó ổng thấy là thành ra quen, cái ổng recognize chú, cái rồi là xong là ổng xin cho vô, để mà chú nó không cho vô, nó chỉ lo cho người Mỹ vô trước, thì dẫn chú vô đó, thành ra là chú được đi luôn, là ổng đẩy chú đi theo, cứ đi theo ổng vậy đó. Rồi cái cô đang ở bên đảo Philippines thì cô đi qua Guam. Thì lúc đó chú qua thì họ nói tại vì cô nhắn với cô Kim Vui, cô Kim Vui lúc đó trên đài, thì có cô đi chung với mà bố Phạm Duy đó, thì bố Phạm Duy mới nói thôi con lên con nhắn tin dùm đi, là nhắn coi bốn đứa con của bố với lại Minh Phúc coi chừng nào có qua được hay không thì nhắn. Thì cô nhắn với cô Kim Vui ngày nào cũng nhắn, mà ngày đó cô ở có 3 ngày thôi, có 3 ngày thì họ lại cho mình đi ra cái downtown của Guam á, để mình đi qua Mỹ. Thì cô mới xin là cho lại để coi thử coi có qua được không. Thì sau đó thì tự nhiên chú qua thì tới phi trường. Tới phi trường thì mấy cái cô ở phi trường mới nói vợ anh mới nhắn anh đó. Vợ tôi đang ở đâu. Thì chú cổ mới nói chứ là ở Tokyo. Thì chú mới nói trời Tokyo sao tôi đi tới được, sao quá Nhật Bản. Cái ông chú cái cổ nói không phải, dạ ở ngoài downtown cái hotel nó tên là Tokyo. Thì chú kêu là thì mới gặp lại đó. Thì cũng mình separate cũng 7 ngày thôi, 7-8 ngày thôi gặp lại chú. Đâu có separate 7-8 ngày hết, đâu có 28 thì mà 30 chú đi. Đúng rồi, tại vì chú ở bên đi tàu á. Mỹ nó đưa ra tàu á thì cũng mấy ngày á. Nhưng mà cuối cùng cũng gặp lại nhau ở trên. Gặp lại đó thì thì trước đó thì cô có điện thoại của mấy dì với là mấy cậu ở bên Pháp. Với anh cô chú cũng ở bên Pháp. Có điện thoại hết rồi để mà liên lạc. Rồi cô có điện thoại của sponsor là cái trung tá Mỹ đó là ở Việt Nam. Ông làm Việt Nam đó thì trở thành nghe cô chú hát hoài thì ông thành bạn thân. Đó thì ông cho điện thoại của ba má ông. Cô chú qua thì kêu, mà chú thì nói tiếng Mỹ giỏi chứ cô đâu có nói được. Đó thì nói chuyện với mấy người đó. Thì ông bảo sponsor tụi này qua liền ra. Tới kem là năm 31 tháng 5 là cô chú đi ra khỏi refugee camp. Rồi sau đó thì cô chú qua bên New York phải không? Đó thì cô đi ra thẳng qua New York đó với ông bà đó, và tới 10 năm. 85 mới đi qua Cali này. Cái thời gian mà ở New York thì con có thấy cô chú có thực hiện một cái dĩa? Dĩa cho tình mình. Với lại một cái dĩa The Refugee. The Refugee là hai bài, đó là bạn đặt lời, chú thì đặt nhạc. Có cái bìa dĩa là giống lá cờ của Việt Nam mình đó. Mà bây giờ tại vì cô dọn nhạc qua đây đó, cô dọn nhiều nhạc quá, thành ra bây giờ từ New York rồi biết nằm trong cái thùng nào nữa. Nhưng mà cô có Lê Huy đó. Lê Huy còn giữ cái đó. Thì bữa nào cô xin cái đó, mượn cái đó để cho nghe, thì cô tặng mỗi người một cái đó. Tới mình không biết rồi, nguyên cái thùng đi dọn từ New York qua đó rồi không có mở ra. Trong thời gian ở New York thì cô chú có hát những cái club của Mỹ tại đó. Hát luôn 10 năm luôn. Trong thời gian nó cũng về Cali hát đại nhạc hội. Không có, trên đó thôi. Nó hát Mỹ không mà lúc đó ở đây Việt Nam mình nó có nhiều đó. Cô qua bên đó thì nhờ, sự thật là nhờ ông bà sponsor nhiều lắm. Từ principal của cái trường đó là bả làm ở trong cái trường đó. Thì ổng có quen với nightclub ở New York. Thì cái nightclub đầu tiên nó cũng nhỏ nhỏ thôi, thì ổng tới giới thiệu. Thì cô với chú ngày hôm sau đi tới đó audition. Thì kêu hát liền. Ngày hôm sau hát liền. 3 ngày một tuần. Rồi từ đó đó là cái chỗ khác nó lại mấy người khác tới cái tỉnh đó chơi. Cái rồi lại thấy hay quá cái kêu của chú lại mời lên cái chỗ lớn hơn. Thì cái chỗ đó nó là racing car đó mà international.
Yeah. Thành ra mỗi năm nó có một lần. Yeah. Nên là Glen Falls, nó kêu là Glen Falls Watkins Glen. Yeah. Đó thì đó, từ đó thì những cái người khác ta tới đó thì người ta cũng thấy như vậy, thành ra người ta lại thích quá, tôi có hát trong cái hotel ở đó nữa. Thì họ lại mời. Lại mời thì lại đi lên cái một cái chỗ khác bự hơn, cái tỉnh lớn hơn. Đó, chỗ mà IBM á, cái tỉnh lớn hơn Binghamton với lại Endicott. Ông tổ Watson ở đó đó, tổ IBM. Thành ra từ đó thì cứ tự nhiên mình được người này tới kia, ông bầu chỗ này đi tới, thấy nghe mình mời. Rồi sau đó cô book Holiday Inn với lại Sheraton với Hilton. Đi vòng cái trời tháng 6 năm 76. Thì cô đi ra qua Florida, Disney World hát. Tại vì cháu ruột của ông sponsor, he's a man, general manager của Hilton Gateway ở chỗ Florida, ở Kissimmee đó, là Orlando đó. Thì mới mời cô với chú qua hát Disney World đó, đó. Hát cũng mấy tháng rồi xong cái này trở về New York lại. Rồi hát liên tục. Mà trong thời gian ở New York thì cô chú có lên truyền hình của Mỹ hay là có? Có, họ có cái Hilton đó, họ tới họ quảng cáo. Yeah. Họ tới họ quảng cáo thì họ tới tới Việt Nam mình cũng có đông lắm đâu. Nhưng mà nhờ quảng cáo đó mà họ tới đông. Tại vì Jimmy biết mà ngay mấy cái resort đó nó weekend họ vắng lắm. Mà mình nhờ cái logo đó, tưởng có quảng cáo đó, chứ còn ngày thường thì đông. Mà weekend thì nhờ logo tới đông lắm. Rồi bạn Việt Nam tới thành ra đông thật là đông. Chỉ lại có mấy ông tướng không quân á, của Việt Nam, là của Việt Nam mình Việt đó Nam. Thành ở đó nữa thành ra nghe chú cô làm cho tới đông vui lắm. Nhà thương lắm. Ở đó tới năm 80 mấy cô chú qua đây? 85. 85 nhận qua đây. Làm mới qua đây thì mới có cái cuốn băng mà cho tình mình. Cái này là làm là để cho phát hành cho đây đó, cho Việt Nam mình đó. Đúng rồi. Trong đây thì thấy cô chú hát nhiều nhạc Việt Nam. Nhạc Việt Nam không ạ? Dạ. Hát Tình Lính cũng là trong cuốn băng này. Không có, năm. Không phải là Tình Lính. Lính là trong cuốn băng Giáng Ngọc thì phải. Giáng Ngọc. Dạ. Trong đây thì có 2 năm Tình Lận Đận, Anh Đâu Em Đó. Dạ. Với Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội. Dạ. Mà chú Hòa Âm. Chú Hòa Âm hết. Hết. Cô chú gắn bó với nhau từ những ngày chứ 75 qua tới hải ngoại, một cặp tình nhân mà bền vững tới bây giờ. Thì một tin không vui là trong năm nay chú mất. Thì cô có cảm nghĩ thế nào khi nhìn lại? Thì mình không ngờ mà chú đi mau vậy. Thì khi hồi năm 2015 á, thì chú phát hiện ra chú bị ung thư thanh quản á, tức là cái vocal cord của mình á. Thì sau đó hai cái chemo rồi thì chú cancer free, tức là không còn nữa. Cho tới khi ngày chú mất cũng không, nó không có trở lại, mà là chú bị nhiễm trùng. Thành ra nó vô phổi, mà phổi mà khi mà nó làm cho chú bị nước á, bị nước trong phổi thì cái chú không ăn được mà đau lắm, nó đau vòng vòng cả ngực mình á. Rồi chú mới rồi đi vô bác sĩ thì nó bắt mình phải vào nhà thương hút. Rồi sau đó thì lại tự nhiên nó bị đàm, miệng kêu là mucus á, thì nó bị đàm mà dày quá cũng không nuốt được, tự nhiên vậy đó. Thành ra chú xuống cân quá trời, xuống bao. Thế rồi bác sĩ mỗi lần phải đi vô nhà thương á, rồi cứ hút xong đi về, cái vô hút cứ vậy một tuần hai tuần là cứ bị lại. Thành ra sau đó thì nhà thương thấy ốm quá, cái nó bắt ở lại 4 ngày để cho ăn, rồi cũng không được, rồi thấy chú ok cũng về. Rồi cái tự nhiên tháng 2 nè, năm vừa rồi này, bắt đầu tháng 2 là chú cứ đi ra đi vô nhà thương vậy đó. Mà cũng còn ok lắm, cho tới tháng 4 rồi bắt đầu là yếu. Yếu rồi thì cái bữa đó, cái ngày đó, ngày thứ 4, cái chú ngủ dậy sao cô thấy xong mà chú mệt quá. Cái cô kêu ambulance tới, thì họ chở vô. Thì vô đó thì nó vô máu, rồi nó vô từ thấp quá, máu thấp quá. Rồi nó vô trụ sinh đó, từ bị nhiễm trùng rồi, với là bị pneumonia trong phổi thì là khó lắm, yếu nữa. Rồi thì cái ngày thứ 5 cô vô là sáng sớm cô vô thì bác sĩ nói là chắc không xong rồi. Thì cô thấy cô nói, thì cô cũng thấy vậy nữa, thì thấy lúc đó chú không còn nói chuyện được. Nhưng mà mắt thì cũng vẫn còn, với là biết mình nói chuyện liếc qua liếc lại với lại. Rồi bác sĩ mới nói thôi kêu gia đình vô đi. Thì cô mới nói, thì cô kêu mấy đứa con với gia đình đó thì tới, mà tụi nó đang ở bên này.
mấy cháu ở bên này, thành ra cái bác sĩ nó không được, phải tới liền bất cứ giờ phút nào, không thôi là sợ ông đi. Thì cái tới, còn cô nó tới thì tới tối 8 giờ mấy, thì lúc đó thì nó nói bố ơi, tụi con tới, thì ông biết rồi. Thì sau đó thì tới 1 giờ mấy đó, thì thuốc nó còn nhiều lắm, nhưng mà bác sĩ nói chứ khó lắm, tại vì máu không có lên được. Yeah. Không lên được, thành ra mới nói là bây giờ thì phải như thế nào, chứ không thể để như vậy được. Yeah. Thì cô mới nói thì các ông bác sĩ của emergency đó, thì chú đang nằm emergency, thì ông tự nhiên ông nói là không, tôi sẽ cố gắng, mà Mỹ không, bác sĩ Mỹ nói tôi sẽ cố gắng. Thì trong một tiếng đồng hồ, từ 2 giờ tới 3 giờ thì ổng làm sao mà máu lên trở lại được. Thì nó kéo dài cho tới 1 giờ mấy. Thì lúc đó đó là Jimmy biết là họ vô máu chú ha, một bịch ha, rồi 3 bịch trụ sinh. Nó gắn lên, cô thấy rõ ràng ha. Mà tổng cộng là 7 bịch. Mà nó có 2 cái bịch thuốc, mà cái thuốc mà những người mà bác sĩ nói, cái những người mà người ta bị máu thấp đó, chỉ cần nửa cái bịch đó thôi là người ta trở lại cái máu lên, mà chú đó, hết bịch này tới bịch kia là 7 bịch tất cả mà không lên. Hai ngày liên tiếp vậy. Thì sau đó thì ông mới nói bây giờ nếu mà cái thuốc hết rồi đó thì cô có muốn tôi thêm thuốc không? Thì cô mới nói không. Tại vì tôi thấy trạng này rồi thì không thể nào mà tiếp tục được nữa. Chứ tôi không muốn chồng tôi bị đau đớn nữa. Thì ổng mới nói thôi ok. Thì vừa đúng lúc 1 giờ mấy đó, thì chú mất lúc 1 giờ 44. Thì trước đó vài phút thì chú mới biết là cái máy nó đang chạy, cái tim nó đang đập vậy nè, đều vậy nè. Xong cái máy nó ngừng một cái đó là ngang liền vậy, nó ngừng liền. Nhưng mà chú vẫn còn thở, thì nó từ từ nó mới tắt. Thì thì y tá họ đợi xong, thì sau đó thì hoàn toàn tắt liệm rồi đó. Thì cô mới nói là nếu mà chú cứ mở mắt hoài à, chú ngó qua ngó lại. Thì cô mới nói nếu mà chú mất thì cô sẽ tới vuốt mắt. Nhưng mà tự động cái lúc nó ngừng, cái tự nhiên chú nhắm mắt chú đi. Mà không có bị mà cái bằng dặn vật gì hết trơn á. Rất là bình thản nha. Mặc dù là người rêm đau lắm chú cô biết, mà tại bị phổi trong nước á, đau lắm. Và kính thưa quý vị, hôm nay Jimmy mời cô Minh Xuân lên đây để tâm tình với quý vị. Bên cạnh cô Minh Xuân là một người ca sĩ, như là mà chúng ta đã nghe những bài hát mà cô đã hát, thì chúng ta còn thấy cô còn là một người vợ, một người mẹ trong gia đình. Như lời chú Minh Phúc có nói trong một cái bài viết lúc chú còn sống đó, đáng lẽ cô Minh Xuân đã là một ca sĩ solo rất là thành công như những ca sĩ khác, nhưng cô cũng chịu đứng chung với chú là một cặp song ca, rồi cũng bỏ hết công việc, bỏ hết sân khấu để lo cho chú trong những ngày cuối đời. Thì quý vị cũng đồng ý với Jimmy, cô cũng là một người phụ nữ Việt Nam tiêu biểu như những người phụ nữ khác trong xã hội của chúng ta. Hôm nay cảm ơn cô đến với chương trình, nghe cô chia sẻ về chặng đường đã qua của cô, và cũng như là những cái giây phút mà cô chú đã gắn bó với nhau, thì con rất là hạnh phúc. Bây giờ mời cô có vài lời cuối. Minh Xuân hôm nay rất vui được có mặt trong chương trình talk show của Jimmy. Và Minh Xuân cũng xin cảm ơn tất cả quý khán giả thân thương đã nhẫn chút thời giờ ngồi lắng nghe chương trình talk show. Và cảm ơn Jimmy rất nhiều. Thay mặt cho chú ha, cô cũng không biết nói gì hơn. Con chúc cô nhiều sức khỏe và nhiều bình an. Hy vọng rằng trong những ngày tới được nghe cô hát, bởi vì chỉ có âm nhạc. The Jimmy Show được đặc biệt bảo trợ bởi International Home Shopping.